Bây giờ chúng ta sẽ nói đến điểm thứ ba. Điểm đầu tiên là không có kế hoạch kinh doanh nào tồn tại được sau cuộc tiếp xúc đầu tiên với khách hàng. Điểm thứ hai là giới thiệu cho bạn một mô hình kinh doanh. Đây là cách bạn sẽ tạo ra giá trị của mình, cách bạn sẽ bán giá trị của mình và là cách bạn sẽ tổ chức cơ sở hạ tầng của mình. Và điểm thứ ba là những gì tôi sẽ bắt đầu nói với bạn ở điểm thứ hai là một mô hình kinh doanh không phải là duy nhất cho một ý tưởng. Bạn có thể có khả năng thay thế, đó là việc xoay sở. Có nghĩa là bạn có thể có một ý tưởng, bạn có cùng khách hàng, nhưng bạn sẽ không có cùng kênh phân phối, bạn sẽ không có cùng hoạt động trong chín khối của một mô hình kinh doanh. Vậy, khi một trong chín khối mà chúng ta đã biết bị thay đổi, cho dù là khách hàng, giá trị gia tăng, một sản phẩm hay dịch vụ, kênh phân phối, mối quan hệ với khách hàng, doanh thu được tạo ra, tài nguyên chính, hoạt động chính và những mối quan hệ đối tác mà bạn đã tạo, bạn thực sự có thể làm tiến triển khối này hay một khối khác, và nhờ vào việc đó bạn tìm được một giải pháp lựa chọn cho một ý tưởng. Và một lần nữa, tôi xin nhắc lại, không phải vì bạn có một ý tưởng rằng bạn chỉ có một cách để hình thành ý tưởng đó. Điều này làm cho mọi thứ thậm chí phức tạp hơn khi bạn gặp cuộc cạnh tranh. Hoặc điều này làm cho mọi thứ đơn giản hơn nếu ai đó có cùng ý tưởng với bạn, nhưng có một mô hình kinh doanh hơi khác một chút, có thể bổ sung lẫn nhau, thì đôi khi bạn có thể liên kết với người đó để có hai người cùng thúc đẩy một ý tưởng chung này. Bởi vì thực sự, các mô hình kinh doanh của bạn hoàn toàn có thể được bổ sung lẫn nhau, chỉ cần không nhất thiết cũng phải có cùng phân khúc. Vì vậy, hãy nghĩ đến sự thay thế. Chúng ta luôn luôn tìm kiếm các sự lựa chọn thay thế. Chúng ta có thể tìm thấy được các lựa chọn thay thế. Bạn có đồng ý với tôi điều này? Một lần nữa, tôi xin nhắc lại, đây là một tinh thần. Khi bạn có một kế hoạch kinh doanh đã được công ty thực hiện, hoặc khi bạn có một kế hoạch tiếp thị, bạn đừng ngần ngại, hãy thực hiện nó. Ở đây, bạn hoàn toàn tự do tìm cách để sửa chữa thông qua việc thay đổi một trong những mô thức và làm biến đổi khối của bạn nếu có cái gì không hoạt động được. Bạn không được yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt một kế hoạch đã được thiết lập. Dựa trên những gì mà bạn có và mục tiêu cuối cùng của bạn, bạn được yêu cầu xem xét cách tổ chức kế hoạch của bạn để có thể sang bước tiếp theo, là bước cho phép bạn đạt được mục tiêu cuối cùng. Do đó, thực sự cần thiết phải làm việc trên các lựa chọn thay thế. Trên thực tế, quan điểm của tôi là một ý tưởng, một công nghệ có thể được sử dụng theo hàng ngàn cách khác nhau. Hãy nghĩ về điều đó. Đừng bị bắt buộc phải nghĩ là công nghệ này chỉ dành cho chuyện này. Tôi thuộc về một thế hệ các sản phẩm được tạo ra có thể sử dụng được trong vòng 20 đến 30 năm khi tôi mới bước vào nghề. Còn bây giờ, các sản phẩm được tạo ra, trước hết, chúng ta không biết sản phẩm nào chúng ta sẽ có trong vòng 5 năm tới. Cứ nhìn thử vào máy iPad, nó đã cách mạng hóa thế giới vào những năm 2000. Bây giờ, hầu như không còn ai sử dụng nó, hoặc ít hơn nhiều, nó đã là một thứ gì xuất hiện rất nhanh, nay đã biến mất. Ai có thể biết những gì chúng ta sẽ có vào ngày mai? Vậy nên, chỉ có chúng ta mới có thể tìm được giải pháp thay thế để hình thành một ý tưởng khác biệt so với người khác. Vậy, đừng bị khóa chặt về cách suy nghĩ. Tôi có một công nghệ, tôi sẽ làm như những người khác hoặc phải được thực hiện như thế này. Bạn có khả năng để sáng tạo. Ở đây tôi xin nhắc lại, tôi rất tiếc phải nói đi nói lại, nhưng muốn giảng cần thiết phải lặp đi lặp lại. Bản thân ý tưởng không có giá trị. Những gì bạn làm với ý tưởng mới có giá trị. Bằng sáng chế mà bạn sẽ đăng ký mới có giá trị. Tổ chức mà bạn sẽ xây dựng mới có giá trị. Đội nhóm giúp bạn thực hiện ý tưởng mới có giá trị. Đó là những lý do để khiến người ta sẽ đặt cược vào bạn. Người ta không đặt cược vào một ý tưởng, và người ta cũng không đặt cược vào tương lai, vì không ai biết điều gì sẽ xảy ra với một ý tưởng và tương lai. Mặt khác, bạn có thể đặt cược vào một bằng sáng chế, bạn có thể đặt cược vào một đội nhóm đoàn kết, bạn có thể đặt cược vào những khoản tài chính đầu tiên đã đến. Bạn có thấy điều này? Chúng ta cũng có thể nói về khả năng của nhóm để tìm được các giải pháp thay thế. Và ở đây chúng ta nhắc lại một lần nữa, bạn có một ý tưởng. Ý tưởng là trung tâm của quá trình của bạn. Chúng tôi sẽ đề cập đến ở đây, nhưng bạn có một hệ thống trưởng thành được gọi là tạo lập ý tưởng. Mục đích là hoàn chỉnh một ý tưởng, làm cho nó rõ để có thể bắt đầu xây dựng một mô hình kinh doanh. Bạn có ý tưởng, và bạn cũng thấy ở đây, bạn có bảng biểu trong khung mô hình kinh doanh của Osterwalder, mà cuối cùng có thể tìm được các lựa chọn thay thế khác nhau. Được chứ? Trên thực tế, trong quá trình sáng tạo ý tưởng, công việc của chúng ta làm khi tạo lập ý tưởng
là để xem bằng cách nào chúng ta có thể làm việc trên các phương án khác nhau. Điều đó có nghĩa là nếu ta mắc kẹt trên một cái gì đó, phải làm như thế nào để có thể nhanh chóng định hướng lại kế hoạch của mình để tìm ra cái yếu tố mới. Ở đây là một hình minh họa. Tôi sẽ trình bày điều này rất nhanh, nhưng vấn đề là bạn sẽ ưu tiên gì hơn? Một dịch vụ hoặc một sản phẩm? Bạn sẽ chọn mô hình giao dịch hay doanh thu định kỳ? Bạn sẽ chọn hệ thống phân phối tập trung hoặc không tập trung? Bạn sẽ chọn mô hình miễn phí, premium, cao cấp premium hay trả tiền? Tất cả tùy thuộc vào bạn, căn cứ vào mục tiêu cuối cùng của bạn và các phương án thay thế khác nhau để quyết định. Và để chọn một mô hình kinh doanh là tốt nhất, phải tạo ra các kịch bản để biết. Đây, mô hình kinh doanh là lựa chọn đầu tiên của tôi. Và các lựa chọn thay thế sẽ được xem xét sau. Trên thực tế, ý tưởng có thể được gọi là quá trình tạo ra một startup. Nó thực sự bao gồm tất cả các thao tác bạn phải làm khi mô hình kinh doanh của bạn được xác định. Bạn thiết kế nguyên mẫu, bạn dùng thử, và sau đó bạn kiểm tra liệu bạn có đáp ứng được thị trường với chi phí thấp nhất hay không. Và đó là lý do tại sao càng ngày có càng nhiều startup hơn. Điều đó có nghĩa là các tập đoàn lớn. Tôi đã làm việc tại một tập đoàn lớn là Alcatel trong 14 năm. Đôi khi đã bỏ lỡ các bước ngoặt công nghệ. Vậy, lợi thế của các tập đoàn lớn là gì? Họ có thể dựa trên các startup. Những startup mà đang cố gắng tạo ra công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm nhằm khám phá thị trường. Và nếu sản phẩm cuối cùng đáp ứng được thị trường thì sẽ rất hoàn hảo. Một tập đoàn lớn có thể mua lại hoặc tài trợ sản phẩm đó. Nếu không, sẽ là cộng đồng, một tổ chức hoặc xã hội có thể làm điều đó. Ví dụ khi được miễn thuế hoặc nhận tài trợ của nhà nước. Điều đó đang diễn ra ở các quốc gia và ở Pháp cũng như thế. Nếu bạn bị nhầm, điều đó không quá nghiêm trọng. Nó sẽ không kéo theo xã hội vào các lựa chọn công nghệ không hợp lý. Một lần nữa, điều đó không có nghĩa là các lựa chọn công nghệ là không tốt, là họ không đáp ứng được thị trường. Nếu một công ty lớn đưa ra một lựa chọn công nghệ không tốt, nó sẽ kéo theo cả công ty đi xuống. Do đó, khái niệm về tạo mẫu, thử nghiệm thị trường, thử đi thử lại, làm đi làm lại, những lần lặp đi lặp lại này giữa sản phẩm của bạn và thị trường được gọi là một quá trình khởi hành của một startup. Vậy, sau một thời gian làm việc, cuối cùng bạn đã tạo ra một mô hình kinh doanh mà bạn có thể coi là mô hình kinh doanh hàng đầu. Là mô hình kinh doanh cho phép bạn quản lý 9 khối thành tố hiệu quả nhất để cho phép tạo ra và vận hành startup của bạn một cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên, một khi bạn có mô hình của bạn rồi, thì công việc của bạn chưa kết thúc đâu.